Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì cái video ngày hôm nay em tiếp tục chia sẻ cho mọi người một cái kèo mới ha. Thì trước khi vào cái kèo thì em chúc mừng những anh chị mà đã làm thành công một số cái kèo mà em đã gửi mấy hôm nay. Trong đó mình phải kể đến đó là cái Space baby ha. Anh chị nào đặt pin gút thì gút nha. Rồi Meta Cybero nha. Rồi Bobby, Dot, Dodo, Tóc Cạnh ha. Đó, đã về nha mọi người. Còn cái web 3.3 con này nè, số anh chị đã làm về nhưng mà riêng em thì chưa về. Đó, không phải lúc nào em làm cũng về đâu mọi người. Đôi khi bot nó bị lỗi hay này kia gì đó, rồi chiều giờ không thấy luôn, đợi mỏi mòn luôn. Thì chúc mừng anh chị đã rút về thành công những con này. Và hiện tại nó chưa có list CoinMarketCap nên là chúng ta chưa thấy được cái giá. Chỉ những cái con nào nó đã list CoinMarketCap này kia thì chúng ta sẽ thấy được cái giá như mấy cái con này ha. Rồi thì trong đây cái con Meta Robot thì vẫn còn thời hạn làm ha, Meta World vẫn còn thời hạn làm. Còn cái con Tucker này nó đã hết hạn anh drop nha anh chị. Rồi Polygon này cũng còn thời hạn làm luôn nè hen. Rồi em nói thêm cái con Titan này nè, thì cái con này ngày xưa là em đào app, em có giới thiệu anh chị đó. Thì lúc trước em có hướng dẫn mọi người rút về cái ví chấp lệch, thì đến ngày hôm nay nói thật ra nó cũng khoảng đâu 2 tháng nó mới về. Nhìn cái cũng giật mình mà điều nó không có nhiều nha mọi người, tại vì chúng ta ít quá, nhưng mà nó về là mình mừng. Đó là cái dạng app. Rồi hôm nay mình sẽ làm cái kèo mới nha. Và cái kèo này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì anh chị xem cái video em á thì cứ vào cái phần mô tả đi, có cái link á, cứ nhấp vào cho em là được à. Ok, đó là cái kèo clean Titan Hunter Tóc Cạnh ha. Rồi ok, chúng ta nhấp vào cái đường link thôi anh chị. Rồi bây giờ em sẽ nhấp vào cái chữ xa để làm lại cho anh chị xem. Đối với cái con bot này nè, nó chạy khá là chậm. Hôm qua em làm nó cũng khá là lâu. Đó anh chị nha, phải chờ phải đợi dùm em ha. Bot này nó chạy quá chậm. Rồi do cái này á là em đã làm rồi nên nó không cho em làm cái lần thứ hai, nên em yêu cầu anh chị á, đã làm thì phải làm cho nó chuẩn, xem cho kỹ nha. Ở đây em sẽ nhấp vào sao chép cho anh chị xem cái kèo này nó cụ thể là cái gì và nó yêu cầu ra sao. Nhóm giải thưởng là 1 triệu con Titan này, người thắng cuộc thì tất cả mọi người ha. Thì mỗi người tham gia nhận được 1 cái tóc cành thôi, giới thiệu thì được 2 tóc cành. Ngày kết thúc ngày 18 tháng 3 ha, phân phối 7 ngày sau khi phát hành trò chơi. Cái này là cái con tóc cành của cái trò chơi nha, trò chơi này cũng khá là mạnh. Thì hôm qua trên Victor của nó em có thấy con bay với cái sàn hình như bay nành đó, là đã theo dõi cái đã like cái tích của họ rồi. Và cái này tại sao nó lại có 1 tóc cành thôi và chúng ta giới thiệu với 2 thì nó hiếm, nó ít. Cái thứ hai nữa, nó muốn giới thiệu thêm cộng đồng nhiều, để thì ít thì chúng ta phải giới thiệu nhiều chúng ta mới được nhiều, đúng không ạ? Đó là như vậy. Còn mà anh chị làm cái này á, là nó không đòi hỏi rep nha, trừ khi chúng ta rút lần 2 lần 3 nó mới đòi hỏi ghép. Còn chúng ta làm xong chúng ta rút một cái là chúng ta đã được nhận, thì được nhận chỉ được 1 Titan thôi. Cái kèo này nói chung thì anh chị muốn làm thì làm, không làm thì cũng được, tại vì nó ít. Nếu đã làm thì làm đi mọi người ơi, sau này chúng ta tích góp để chúng ta swap này kia để chúng ta lấy được cái những cái con trên mạng lưới chẳng hạn như BNB, Polygon hay là cái ETH để chúng ta làm phí ra, tích tiểu thành đại dùm em ha. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại đây. Rồi nè, anh chị nhấp vào xa thì nó sẽ hiện cái tin nhắn như của em vậy ha. Ở đây nè, chúng ta làm là chúng ta phải tham gia hết mấy cái nhóm của họ nè, mọi người thấy không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tham gia cái nhóm ở trên ha. Đầu tiên nhấp vào thì ở đây vẫn là cái chữ good project dùm em. Rồi chúng ta nhấp vào cái bài viết đã ghim xem nó có cái tóc cạnh hay không để chúng ta lấy anh chị. Đây nè, mọi người có thấy cái con trách của bot nó gửi không? Đè vào cái tin nhắn giùm em, sao chép cái này. Rồi cái con này nó chạy hình như là trên cái mạng pin smart chain á. Để em cho anh chị xem luôn ha. Rồi từ cái ví chết với lệch hoặc MetaMask thì cái ví nào cũng đều sử dụng được, và em yêu cầu anh chị làm airdrop chỉ gửi về hai cái ví này. Tại sao? Tại vì hai cái ví này là hai cái ví tổng quan thông dụng nhất, mà tất cả những cái kèo airdrop hay là những cái kèo web này kia là nó đều gửi về đây. Và khi chúng ta làm cái này là họ gửi về, chúng ta không mất phí. Chúng ta chỉ mất phí khi chúng ta swap nó để chúng ta lấy tiền, hoặc là chúng ta chuyển nó lên một cái sàn nào đó để chúng ta bán để chúng ta lấy tiền. Cái thứ ba nữa là chúng ta chuyển từ quý này sang quý kia ha. Còn từ airdrop, từ cái dự án nó chuyển về chúng ta là không cần, mọi người nắm nha. Và cái em nói luôn, cái MetaMask đó, nó ra đời sau cái WeChat này, nhưng mà MetaMask nó là dạng cái web 3.0 nên nó tương lai nó sẽ ngon hơn WeChat, nhưng thông dụng thì em vẫn khuyên sử dụng hai cái ví này thôi. Còn C98 hay những cái ví khác thì em thấy nó tương đối là nó hơi phức tạp. Rồi, anh chị nhấp vào cái hai chấm tròn phía trên bên phải nha. Chúng ta gõ một cái dãy chữ giùm em. Mọi người nhấp vào cái chữ tự thêm các đồng tiền mã hóa. Ở đây chúng ta sẽ lấy cái mạng, nhấp vào cái chữ mạng Ethereum nè. Chúng ta nhấp vào smart chain biểu tượng thứ hai, dán vào thì nó đúng nó sẽ ra. Chúng ta nhấp vào cái chữ làm xong ha. Và cái con này nó đã click trên CoinMarketCap nên nó có giá nha anh chị. Thì anh chị muốn xem cái giá, chúng ta nhấp vào cái biểu tượng, cái hình ô vuông phía trên này bên phải này. Chúng ta nhấp vào cái chữ xem trên CoinMarketCap mà sẽ đưa mình đến cái trang CoinMarketCap để chúng ta xem. Đó, cái giá của nó hiện tại nè. Ở đây nó có luôn cái địa chỉ contract nè. Rồi để em xem. Nói chung là khá là cũng ok ha. Rồi, chúng ta quay trở lại. Thì mỗi cái video á, em làm em sẽ chia sẻ cho mọi người một chút những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà em biết. Thì anh chị xem kỹ cái video em á, thì càng ngày kiến thức cái nền tảng anh chị sẽ biết, và anh chị sẽ chắt lọc được ra rất là nhiều cái thông tin mới ha. Chứ trong một video á, em làm á, em không có chia sẻ hết được, hoặc đôi lúc em cũng không nhớ để em chia sẻ đâu. Gặp cái nào thì em mới nói cái vấn đề đó thôi. Ok, bây giờ mình đã lấy được cái contract và tham gia cái nhóm của họ rồi. Thì chúng ta quay trở lại, chúng ta nhấp vào cái dòng thứ hai nha. Đây, cái trang thứ hai đó, như em đã tham gia rồi thì mọi người thấy mà. Còn mọi người là bắt buộc phải tham gia hoặc là join. Mọi người sẽ vào cái phần bình luận là chúng ta tiếp tục nhấp dùm em cái chữ good project ha, như vậy nha. Quay trở lại, quay trở lại. Tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống đây, nó có nữa nè, mình Victor nè, mình nhấp vào cái biểu tượng Victor của họ. Thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ theo dõi trên đây dùm em ha. Thì nó sẽ ra là cái chữ đang theo dõi. Ở đây chúng ta sẽ like cái bài viết đã ghim, bình luận một cái ha mọi người ha. Project tab thêm một người nữa, bạn bè của chúng ta. Cái này là em làm thêm để nó chắc kèo thêm cho anh chị thôi. Tại vì quá nhiều người làm á, đôi lúc nó sẽ bị lỗi. Tích lại, chích dẫn tích luôn. Chúng ta công sức, chúng ta làm một lần thì chúng ta phải làm cho nó đáng một lần anh chị. Rồi copy cái này lại, chọn tất cả, sao chép nha. Rồi như vậy đi, chúng ta sẽ quay trở lại. Mọi người nhấp vào cái chữ YouTube của họ ha, vào cái đường link đó để chúng ta đăng ký kênh. Đó, em đã đăng ký rồi thì em sẽ quay trở lại nha. Tiếp tục chúng ta nhấp vào chữ Medium này. Medium này thì chúng ta nhấp vào, nó không có đưa mình đến cái trang web vậy thôi. Chúng ta quay trở lại, cái này không phải lỗi do mình. Tiếp tục Discord này, thì Discord này là một cái ứng dụng mà thường thường trên những cái dự án, những cái airdrop rồi nó yêu cầu mình phải làm ha. Nên anh chị tải cái Discord trên cái CH Play hoặc là App Store về, chúng ta tạo cơ bản đi ha là được à. Rồi chấp nhận là mời. Ở đây nè, em lưu ý cho anh chị, em thoát ra ha, em vào cái để em kiểm tra. Ở đây nè, cái Discord thường thường á, chúng ta làm xong nó yêu cầu mình á là hãy gửi cái tên nickname của Discord. Thì đối với Discord này á, chúng ta sẽ vào cái biểu tượng ở phía dưới góc bên phải. Mọi người thấy cái biểu tượng mà có cái tích xanh của em không, màu tròn tròn nè, mọi người thấy nè. Đó, em cũng không biết nói nó là sao nữa. Thì mọi người thấy chữ Hùng Tỉnh 93 không? Cái đó là không phải nha. Mọi người nhấp cái chỗ thăng á, thăng 6770 á, đó là cái nickname họ yêu cầu á. của chúng ta đó ha. Đó là em nói thêm, còn cái kèo này không cần. Rồi mình tham gia xong thì nó kêu mình là click on chart thì mình sẽ nhấp vào cái chữ chart chain game, kiểu như vậy đi ha. Rồi ở đây nè thì chúng ta kiểm tra lại một lần nữa cho em, kiểm tra một lần nữa sơ qua cho coi chắc kèo chưa. Ok, cái nào mình làm rồi thì mình sẽ lướt nhanh qua thôi, mình nhìn là mình thấy mình biết đó mọi người. Cái video em thì nó tương đối nó dài thiệt, nhưng mà nó chậm từng cái để cho anh chị rõ. Ok, bây giờ nó nói là nếu bạn đã kết thúc thì vui lòng nhấp vào cái chữ join, thì mình nhấp vào cái chữ join. Ở đây nè, hồi kia mình follow của Victor account ha. Rồi chúng ta nhấp vào thôi, là cái phần hồi nãy mọi người mình đã làm rồi đó. Chúng ta quay trở lại, rồi họ sẽ kêu mình làm cái gì, họ kêu mình làm cái gì mọi người. Ở đây nè mọi người xem nha, em nói thêm nè, mấy cái sàn này nè, chúng ta nhấp vào cái chỗ cái tin nhắn mà chúng ta vừa làm Victor, thì ở đây nó đã list một số sàn này nè mọi người. MEX, MEXC, nó mấy cái sàn này nó cũng khá là ngon nha. Quay trở lại giùm em. Rồi tiếp theo á, họ kêu mình lập thay do Victor username. Username của Victor á, thì những cái dạng A cộng như của em là Hùng Tỉnh, A cộng Hùng Tỉnh 1993. Nói thêm luôn, một số anh chị mới vào không có biết. Chúng ta vào của Victor đi. Thì chúng ta vào cái Victor, đây là cái trang chủ của cái Victor nè. Mọi người nhấp vào cái hồ sơ của mình ha, bên trái phía trên này. Mọi người thấy không ạ? Chúng ta sẽ thấy cái chữ là A cộng Hùng Tính 1993. Đây là cái dạng ăn theo cái A cộng ha. Còn cái dạng web đó là chúng ta nhập vào hai cái dấu 3 chấm phía trên bên phải này. Chúng ta chia sẻ thì chúng ta sẽ lấy theo cái dạng web. Nè, cái dạng web là chúng ta sẽ lấy từ cái chỗ HTTP nè. Chúng ta sao chép hoặc chúng ta cắt ha, để qua kia chúng ta dán. Đó là như vậy ha. Rồi ở đây chúng ta nhập theo cái dạng là A cộng thì của em là Hùng Tỉnh 1993. Rồi họ hỏi mình là tham gia cái Discord chưa, chúng ta nhấp vào. Rồi họ kêu mình gửi cái username Discord của mình. Đó là cái phần mà phần hồi nãy em nói chia sẻ mọi người đó. Hồi nãy em nhầm, em nói là mình không có làm, nhưng mà thực chất là có nha mọi người. Tại vì cái kèo này em làm em quên thôi, đợi lúc nó quên anh chị thông cảm. Rồi chúng ta vào cái Discord của chúng ta. Ok, bây giờ mình sẽ nhấp vào cái biểu tượng như hồi nãy em nói, phía dưới và bên phải cái góc cuối cùng nè. Em là thăng 6770 đúng không ạ? Em về đây em sẽ nhập thăng 6770. Rồi bắt đầu nó kêu mình gửi cái địa chỉ quý BNB Smart Chain, thì chúng ta sử dụng hai cái loại quý chết với lệch hoặc là cái MetaMask. Chúng ta vào đây để chúng ta lấy lại ha. Mọi người thấy cái màn hình đen đen đó là tại vì em cài đặt cái mã khóa màn hình đó, nên là nó như vậy. Ở đây chúng ta nhấp vào cái chữ nhận dùm em ha, sao chép. Rồi chúng ta quay trở lại, chúng ta dán vào. Chúng ta nhấp vào chữ skip nè. Thì ở đây em copy và em dán cho anh chị xem này. Cảm ơn bạn đã tham gia ha. Phần thưởng có thể được nhận sau 7 ngày kể từ khi trò chơi phát hành. Đó. Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ My Balance, cái số lượng mà mình đang giữ đó mọi người. Bot này chạy tương đối là chậm luôn, kiểu như nó bị lắc á. Rồi để tranh thủ thì em sẽ nè, như em nhấp vào chữ ba lăng thì nó để là em đang giữ một cái tóc cạnh là nó chảy về mọi người ha. Rồi cái thứ hai mọi người nhấp vào cái chữ whip round đi, thì nó để 7 ngày như hồi nãy đúng không ạ? Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ my referral link để chúng ta lấy cái link giới thiệu cho bạn bè người thân của chúng ta, hoặc là rải rác trên mấy cái nhóm Facebook á, để chúng ta kiếm được cái lượng ghép ha. Đó, cái link đó mọi người thấy không ạ? Chúng ta nhấp vào và chúng ta copy. Rồi, drop info là thông tin về cái airdrop này. Rồi cái bên phải là My Information là cái thông tin của mình. Nó sẽ tổng hợp cho mình luôn. Nói chung có rất là nhiều. Thì đối với cái bot này em yêu cầu á, anh chị làm cho chuẩn. Làm cho chuẩn thật là chuẩn luôn. Vì chúng ta chỉ làm được một lần duy nhất. Rồi ha. Nó ít này thì sau này hy vọng nó một cái tóc cạnh nó khoảng vài chục đô cũng được. Hoặc vài trăm đô cũng được ha. Thì em nói vui vui thôi. Mà mọi người cứ làm cho em nha. Cứ làm đi. Mình được á, thì mình sẽ có nhiều. Không được á, thì mình sẽ dùng để sau này chúng ta làm cái phí ga. Chúng ta đổi sang những cái mạng lưới để chúng ta bán những cái tóc cạnh khác. Chúng ta khỏi phải nạp tiền vào. Kiểu như vậy thôi. Thì cái video nó cũng khá là dài. Anh chị mình làm. Có gì không rõ thì nhắn tin phía dưới cái video. Em sẽ trả lời cho mọi người nha. Rồi em xin phép dừng video tại đây. Chúc anh chị làm thành công và sớm được gặt hái thật là nhiều tiền. Anh chị lưu ý nè. Những cái kẹo này drop này kia mà nhận mà có giá là em sẽ để khi nào giá cao. Hoặc là em sẽ làm demo một ít trước để chia sẻ cho anh chị cái cách bán nha. Chứ em không bao giờ mà em bán phá giá. Đó là cái nguyên tắc của em ha. Tại vì chúng ta công sức của chúng ta làm, chúng ta bán cái giá từ lời hoặc là từ cái chúng ta nhắm mà thấy nó ok thì chúng ta bán. Đừng có bán phá giá, anh chị sẽ rất là hối tiếc. Rồi em xin phép dừng video nha.